Các thông tin rò rỉ trước đây cho biết phiên bản iPhone 15 Pro Max sẽ được trang bị hệ thống camera tiềm năng hoàn toàn mới, mở ra khả năng zoom quang học xa hơn mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Tuy nhiên, nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ rằng Sony không thể cung cấp đủ số lượng cảm biến hình ảnh cho Apple trong thời gian đầu. Do đó, iPhone 15 Pro Max có thể sẽ ra mắt trễ hơn dự kiến từ 3 đến 4 tuần. Tình trạng này chỉ ảnh hưởng đến iPhone 15 Pro Max, trong khi sản xuất các phiên bản khác không gặp vấn đề. Hiện vẫn chưa rõ liệu Apple sẽ mở bán các phiên bản khác trước hay cùng mở bán cả 4 phiên bản cùng lúc. Theo Digitime, giá của iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ tăng ít nhất $100 so với thế hệ tiền nhiệm. Hai mẫu máy này dự kiến có giá khởi điểm lần lượt là $1,099 và $1,199. Các chuyên gia cho rằng việc tăng giá có thể khiến doanh số bán hàng của dòng iPhone Pro 2023 giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 77 triệu thiết bị. Thông tin từ trang MacRumor cho hay iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ hỗ trợ 6 tùy chọn màu sắc khác nhau. Một điểm thay đổi khác là cáp sạc dự kiến sẽ có cùng màu với từng phiên bản màu sắc. Trước đó, nguồn tin từ 9 to 5 Max cho hay iPhone 15 sẽ có cải tiến sạc nhanh lên công suất tối đa 35W. Tuy nhiên, nhiều khả năng tính năng này chỉ xuất hiện trên hai phiên bản iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Đây là cách Apple phân cấp dòng sản phẩm của họ. Như vậy, dòng sản phẩm iPhone 15 Pro Max đang hứa hẹn nhiều cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là trong khả năng zoom và chất lượng hình ảnh của camera. Mặc dù việc trễ hẹn ra mắt có thể gây ra sự thất vọng cho người dùng, nhưng việc nâng cấp sạc nhanh và thay đổi về màu sắc cũng là những điểm đáng chú ý. Việc tăng giá có thể gây ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, nhưng liệu những cải tiến này có thể thu hút đủ sự quan tâm của người dùng hay không, còn phải chờ đến khi sản phẩm chính thức ra mắt.